Sáng nay, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức lễ kết nạp Đảng cho sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch mùa hè xanh năm 2024 tại mặt trận xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải tham dự buổi lễ. Năm đảng viên mới được kết nạp lần này là các bạn sinh viên tình nguyện có nhiều đóng góp tích cực vào chiến dịch mùa hè xanh qua các năm. Trải qua quá trình phấn đấu, trưởng thành thông qua các phong trào của đoàn, hội sinh viên và các thực tiễn trong công tác tình nguyện, được nhà trường phát hiện, bồi dưỡng để có thể đứng vào hàng ngũ của đảng. Lãnh đạo các đơn vị nhấn mạnh, việc các bạn sinh viên được kết nạp đảng khi đang thực hiện chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh là một hành trang quý, không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm để các bạn đoàn viên, thanh niên tiếp tục phấn đấu cống hiến cho quê hương, đất nước. Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải cũng đã đến thăm hỏi gia đình thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Thị Phượng trên địa bàn huyện Cần Giờ nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đồng chí gửi lời động viên và kính chúc gia đình nhiều sức khỏe, gửi gắm các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ ngày nay. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng đã trao tặng di ảnh của liệt sĩ Nguyễn Thị Phượng được các bạn sinh viên chiến sĩ mùa hè xanh phục dựng lại cho gia đình. Được biết, công trình phục hồi di ảnh mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được nhân rộng từ công trình của sinh viên tình nguyện hè thành phố thực hiện từ năm 2022. Trong giai đoạn 1 năm 2024, đội hình tình nguyện đã thực hiện phục dựng được 119 di ảnh.